Hai, phẩm thông đạt. Khi ấy có thiên vương tên là Tối Thắng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, phủ vai bên trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn. Con có chút nghi muốn hỏi Phật, nếu được Thế Tôn cho phép con mới dám thưa rõ. Phật bảo trời Tối Thắng, thiên vương Như Lai ứng chánh đẳng giác tùy theo sự nghi vấn sẽ giải thích cho ông. Trời Tối Thắng, được Phật cho phép vui mừng hớn hở liền bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát, làm sao tu học một pháp mà có thể thông đạt tất cả pháp? Phật bảo Tối Thắng, lành thay, ông có thể thưa hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như thế. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giải đáp điều nghi cho ông. Trời Tối Thánh bậc,